Bây giờ là đang là cuối tháng 9 âm lịch và đầu tháng 11 nhé. Hôm nay mùng 4 tháng 11 2018. Mình tiến hành thu hoạch bưởi canh diễn giống mới. Đây nha. Bưởi canh diễn giống mới này. Đây là bưởi này là mình mà trồng tự nhiên không thuốc thang gì cả, cho nên là cái vỏ quả nó không được đẹp lắm. Đấy, nhưng mà chất lượng bưởi thì rất là ngon. À, quả bưởi đây. Đây, quả bưởi rất là to. Đây là vườn bưởi của bà nhá. Đây là mẹ mình. Bưởi rất là đẹp. Đấy. Không không vặt chọn hả bà? Vặt chọn. Đây nha. Quay cả mặt đứng ra. Đấy nha. Quả bưởi nha. Đó, quả bưởi rất to, vỏ xấu nhưng mà múi rất ngon. Đó, cái gì cũng mới. Ơ, con tưởng quả nào cũng vặt mà, chứ ba lại chọn này. Đó. Để cháu quả to đi, để cháu quả to vậy. Không thì chảy hết đi. Không, chảy hết, đi hết cái nào rồi, chảy quả to đó. Yeah. Quả nó chảy được đi cả. Đấy nhá. Đấy, quả bưởi này rất tròn đều. Này, chảy được quả to. Còn cái quả nó Quả này khoảng 2 cân. để bán Khoảng 2 được cân. hai con Không, nhưng mà sợ quả bé lại ngon thì sao? Không, đi giống được hai quả đấy không ngon. Nhưng mà nó khác lắm. Đấy, còn cây kia, nữa. Để có hai cái này. Ông chủ bố, thế này chỉ bố ai làm thế nào được rồi. Giờ bố nó tính. Dạ. Bố nó lại để mà xem. Cái con sầu nó kiện thế kia thì ai mới giao được lấy. Đấy. Quả bưởi rất là ngon nhé. Con đi sáng cái cây kia. Cây kia thì cây quả nó to thì cây có đứa. Cây của bé. Con đâu quả bé này. Gọi chuyện này. À, đây là công nhân hái bưởi nhá. Công nhân này ngày không chăm sóc bưởi nhưng mà lúc chín bưởi chín là lại đi hái, thế mới vui. Đây, gốc bưởi canh diễn giống mới đây. Đấy. Cái bưởi này là cái vỏ nó rất là giống bưởi da xanh. Đấy. Rồi. Khánh ra đã.